Bây giờ anh em mình, cộng đồng mình coi đây, rồi dùng chia sẻ dùm mình. Hồi sáng á, tôi đi xin một cái giấy đi đường, tại vì tôi chạy xe bên Trung Long. Trong khi á, tôi đi xin mấy ổng không có cho tôi cái gì hết á. Rồi nói chung là người dân tôi ở đây biết bao nhiêu người dân, tiền hỗ trợ không có, chưa cho người dân chúng tôi một lon gạo hay là nửa lon gạo nữa, chưa có cho cái gì hết mấy tháng trời rồi. Chỉ xin một cái giấy đi đường mà không cho, rồi còn hù dọa người dân tôi nữa, nói tôi quay phim phát trực tiếp á, đòi bắt tôi nữa đó, bên 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 cán bộ đó, thấy không? Trong khi người dân chấp hành, rồi ổng có chấp hành được cái gì, thấy không? Ổng cả khẩu trang ổng còn không đeo nữa, rồi ổng kêu người dân giãn cách ra, giãn cách ra làm sao? Cái này tôi bức xúc quá rồi. Từ đầu vụ tới cuối vụ, lần trước tôi đăng lên phát trực tiếp nói tôi phản động. Phản động là phản động sao, tôi hỏi quý vị ơi. Bây giờ hiện tại 3 4 tháng trời rồi, gạo cũng chưa cho cái gì hết nè, tiền bạc cũng không có luôn nè. Đó, tới tôi đăng lên nói tôi phản động. Anh em mình chia sẻ giùm tôi đi. Rồi tính đi, rồi tới tôi đăng lên tôi nói thì nói tôi này tôi nọ. Tính đi 3 tháng trời, rồi đi hỏi, nói từ từ, cứ từ từ, dân gần chết đói rồi nè. Gần chết đói rồi đó. 3 4 tháng tính đi, rồi gạo cũng không cho hết. Gạo cũng không có, tiền cũng không có. Rồi bây giờ tôi làm gì? Xin giấy đi đường để mà kiếm ăn. Rồi ông nói tôi làm loạn. Loạn gì mà loạn? Chẳng lẽ tôi đi xin cái giấy đó làm loạn hả? Ê, xong bò bò anh chia sẻ mạng đấy, bò anh Dương. Tại mạng quê hơi yếu yếu chọp chó. Thế lỗi Dương đang thứ mấy lỗi? Nó để tên xong cái đã thì mình hỏi. Nó nị lỗi cũng có bà cái nó nị. Cái tới tiền có mình hỏi. Lấy cá còn khuyên hỏi luôn. Hay hỏi Dương trăm bài. Cái tàu xua đang xua nè nã lỗi. Bây giờ người dân mình bây giờ đi hỏi ai bây giờ? Giờ biết đi hỏi ai? Rồi tới tôi lên tiếng nói tôi phản động, rồi phản động sao phản động, tôi hỏi cái gì coi như thế nào phản động? Tiền bạc thì không cho, gạo cũng không có, thì chính sách nhà nước nói đó hỗ trợ cho hộ nghèo cận nghèo, rồi những người mà trồng trọt ở gãy người ta cũng khổ, người ta cũng có cái gì đâu, rồi 3 4 tháng trời ấy lấy gạo ở đâu nấu, tiền ở đâu xài? Rồi cứ nói từ từ, rồi từ từ chừng nào người ta lãnh tiền 3 4 đợt rồi đó. Mà chỗ tôi nè, xã Đại Tâm nè, huyện Mỹ Xuyên nè, tôi ở Đại Tâm nè, chưa có được nhận được một lon gạo, 1 ký gạo, rồi tiền cũng không có cái gì hết. Rồi không phải mình em tôi nữa, nhiều người dân lắm, người ta bức xúc dữ lắm mà người ta không dám nói. Tại vì biết nói sao, nói bậy bạ bắt lên phạt phạt tiền 3 4 triệu, rồi kiểu đó thì dân dân làm gì, đã đang khổ rồi á, mấy anh không giúp thì thôi. Rồi tới đây rồi mấy anh ở vừa vừa thấy này nói nọ nói ai đăng đây đăng bậy bạ là bị phạt. Rồi tôi hỏi ơi, bây giờ người dân đi hỏi ai bây giờ, thưa ai hỏi ở đâu, rồi ai giúp người dân? Tôi nói thiệt luôn á, nóng lắm rồi đó, mấy tháng nay rồi đó. Mong anh em mình chia sẻ dùm. Đó, Thủ tướng coi đi, người dân tụi tôi đó khổ lắm rồi. Chỉ xin giấy đi đường còn không cho, rồi còn hù dọa tôi nữa. Nói
Mày tin tao kêu công an bắt mày không? Mày tôi làm cái gì? Tôi làm gì ổng mà ổng tự nhiên kêu công an bắt tôi? Anh em mình vô xem nhiều nhiều ấy, rồi chia sẻ giùm đi. Tôi nói thì tôi bức xúc lắm rồi. Cái hoàn cảnh này á, người dân đã khổ rồi. Mấy ông không lo, không giúp cái gì hết. Rồi mấy ông hứa ờ từ từ làm chính sách. 3-4 tháng trời ơi, có ai có nhận được tiền không? Có cho gạo không? Nói thiệt luôn á, tôi mong rằng cán bộ từ trên xuống, rồi tôi dắt cán bộ đi tới từng nhà một. Chứ tôi nói thiệt. Rồi bây giờ tôi đăng lên lần này nữa, chuẩn bị nè, coi nè, mời tôi nữa nè. Rồi tôi hỏi ơi, mời tôi mời vụ gì? Chẳng lẽ tôi nói vậy tôi sai, tôi tầm bậy hả? Vì tôi phản động hả? Cứ vừa nói người dân tôi phản động. Mấy anh suy nghĩ đấy, mấy anh tầm bậy tầm bạ không à? Mấy anh làm riết làm kiểu này chết dân hết là vừa là đổ thừa dân này dân nọ. Rồi tới người ta nói thằng này muốn phản nè. Cứ xong bọn bọn dân chia sẻ không? Nhóm vậy mà cho nhóm mình like thế. Lôi cá khmer ơi, có khmer ơi. Xong mà đã tốt lâu còn mình hỏi luôn. Thế đòi nhóm vậy á, kết hợp công an mà chạp con nhóm. Thấy nhóm xua mới lậu con nhóm xua nè nã lậu. Thấy con kết thêm một cái bắp á. Đấy, nhóm dương với dễ dương mình vậy tao phải bức xúc, phải bức xúc bác. Phải bức xúc. Khoái bọn bọn bức xúc đi nhóm, tao ấy. Tao ấy. Nạc lạc kia nha, dương mình bạn lãnh. Mình xua bức xúc ấy. Đó, tôi nói giống như anh em bức xúc không? Nhầm người có lãnh, nhầm người không có lãnh. Vì tại sao? Nhầm khi gần nhà gần nhau luôn đó. Bức xúc không? Tôi mong chính phủ xuống khảo sát đi. Chứ chính phủ không xuống khảo sát kiểu này là chết dân hết. Tôi nói rồi là dân sẽ chết đói nè. Cái cảnh này thì chết rồi. Vừa cách ly lâu lâu mà có một cái F0 nữa thì tụi tôi ở đây 3-4 tháng nữa rồi. Có một thằng F0 liền là ở không tỏ nữa thì tụi tôi lấy cái gì ăn, đi đâu ăn? Chắc tụi tôi cạp đất mà ăn luôn á, nói thiệt luôn á. Rồi chờ hoài nè, chờ hỗ trợ, cứ chờ. Rồi không có. Rồi cái số điện thoại tôi thấy gửi qua bên bên cái mạng á, là gửi qua tổng đài sim của tôi. Rồi tôi gọi 3-4 lần gọi không có được, rồi gọi không có ai bắt máy luôn. Tôi có hỏi đàng hoàng đó, điện qua hỏi đó mà gọi không có được. Chứ gửi cái số điện thoại tin nhắn lại hai số điện thoại lại mà gọi không bao giờ được. Thôi tôi nói vậy được rồi, mong anh em mình chia sẻ đi. Rồi tổng chào ghen anh em mình. Rồi tôi chỉ mong là chính phủ, lời nói của chính phủ giúp dân, rồi giúp bằng cái cách nào. Người dân tôi đang rất đợi và rất mong chờ đấy.